Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Auto. Video hôm nay em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bạn một mẫu xe phân khúc hạng B, số tự động, nhập khẩu 2011. Đó là một chiếc xe Hyundai Accent. Một mẫu xe mà sedan hai đầu, form dáng đẹp, máy 1.4. Chiếc xe này biển Hà Nội, màu đỏ phong thủy và bản nhập khẩu Hàn Quốc nguyên chiếc nhé. Chiếc xe này của em thì nó full option từ la răng đúc, bóng khí, ABS, đèn bi, tích hợp vô lăng. Đối với dòng Hyundai Accent này thì nó cũng sẽ có một vài phiên bản như Accent thường, Accent Blue, bản hatchback và bản sedan hai đầu. Thì đây là một chiếc xe đẹp, em đã test và kiểm tra rất là kỹ, cũng như là đã dọn dẹp, sơn tỉa, đánh bóng gầm bệ, khung sườn, đã kiểm tra hết rồi anh chị và các bạn. Khi mua chiếc xe này về chúng ta chỉ lăn bánh thôi nhá, không phải động chạm gì thêm. Em sẽ quay chi tiết về đây, gầm bệ này, la răng, a phanh và toàn bộ lòng rè cô lốp. Con xe này thì em đã sơn gầm chống rỉ rồi. Đấy, để em quay cả gầm cho anh chị và các bạn cùng tham khảo. Đây toàn bộ gầm này. 2011 nhưng mà gầm rất là đẹp nhá. Đấy, không hề mục mọn. Còn đây là toàn bộ nội thất. Nội thất của nó thì là nội thất zin. Đây, những cái hoa văn từ cái da ghế này cho đến cái táp ly này. Đấy, đồng bộ luôn. Toàn bộ phần nỉ sàn này. Đó, trần nỉ nguyên, không một vết bẩn. Đây, toàn bộ trần nỉ nguyên. Và khóa cửa đây. Đó, xe rất là mới. 2011 nhưng mà chủ cũ giữ rất là tốt. Đây, toàn bộ khóa cửa này. Và cột kèo, má ghế này. Đó, toàn bộ hệ thống củ số. Số tự động nhá, con xe này là số tự động. Đầu là CD nguyên. Con này vẫn là đầu là CD nguyên theo xe. Nếu mà anh chị và các bạn mua thì em vẫn lắp đủ màn hình cam lùi nhá. Bóng khí này. Và toàn bộ táp ly bên phụ, táp ly da đây. Táp ly da đây. Toàn bộ xi nhan gương này. Đó, và hệ thống lốp láp thì cả dàn lốp khá là mới. Con xe chạy rất là thích. Chạy bốc, đối với bản nhập khẩu thì gầm bạ nó chạy chắc chắn lắm. Mà biển Hà Nội nhá. Biển Hà Nội thì khi anh chị và các bạn mua về tên đóng thuế ở Hà Nội sẽ không mất nhiều tiền thuế, nó chỉ đâu rơi vào đâu đó khoảng mấy triệu thôi. Đấy. Còn nếu mà ở tỉnh thì có thể để công chứng để nguyên biển để đi. Đây bàn chân phanh và chân ga đây, xe chạy ít nhé, chạy ít. Táp ly này, toàn bộ những cái nút bấm này, đó, toàn bộ khóa cửa và cột kèo. Đó, khóa cửa này. Đây vành vô lăng, toàn bộ vành vô lăng này, có tích hợp vô lăng nhé. Toàn bộ trần nỉ nguyên. Ở đây thì em sẽ quay về phần máy. Máy chiếc xe này thì là máy 1.4. Đây, máy đây. Đấy, cái thanh này, máy này rất là sáng. Toàn bộ máy zin nhá, máy zin luôn. Đây, hệ thống ABS và toàn bộ phần nỉ khoang máy trong này. Toàn bộ tai đèn và ốc lắp cabo. Nếu anh chị và các bạn với tầm giá hơn 300 triệu muốn tìm một chiếc xe số tự động màu đỏ mà bản nhập khẩu, xe zin bảo hành và cam kết bằng văn bản giấy tờ cho anh chị và các bạn nếu phát hiện lỗi nhé, máy số mà đã ra, các bạn đánh xe đến em sẽ hoàn đủ 100% số tiền. Thì đây là video em đã quay và giới thiệu tới anh chị và các bạn một chiếc Hyundai Accent 2011 bản nhập khẩu số tự động, giá là 345 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Sẽ có lộc lá cho anh em thiện chí đến trực tiếp cửa hàng Mạnh Dũng Auto, đầu đường cao tốc Thái Nguyên Bắc Cạn, Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video. Chúc anh chị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo.